Thông báo về việc tổ chức giải vô địch bóng rổ trẻ toàn quốc năm 2020. Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Sở Văn hóa và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Liên đoàn bóng rổ Việt Nam tổ chức giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2020 giải đấu nhằm tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá trình độ chuyên môn, qua đó khuyến khích phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao tại địa phương. Giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia năm 2020 được tổ chức tại 3 địa điểm cụ thể như sau. Từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh số 607 đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Phổng Tàu, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 năm 2020 tại công viên cột cờ bãi sau đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Phổng Tàu. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 10 năm 2020 tại nhà thi đấu thành phố Bà Rịa, đường Nguyễn Tất Thành, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý khán giả đến xem và cổ vũ cho giải.